Quyên. Ngồi xuống này, con xin chào bà cô chú. Hôm qua con ăn sầu riêng không được thì hôm nay con ăn sầu riêng. Đây đây, hôm nay cặp sầu riêng bà ngoại nấu lại đây. Con xin chào ông bà cô chú đây. Ôi cha ơi, con mời ông bà cô chú chưa? Con mời bà cô chú ăn sầu riêng với con. Trời trận là gì? Là mày lấy khăn giấy cho con chuột. Không có được chuột vô đồ. Ôi ôi, ăn sầu riêng này ngon ghê cho cô chú. Bây giờ tự nhiên mê sầu riêng lại hả ngoại hả? Giờ tự nhiên mê sầu riêng lại rồi. Vàng á. Vàng á cô chú ạ. Ráng ăn nha con, đừng bỏ quên nha, bỏ quên cái lớp ăn được cái uổng không nó ngon dữ lắm. Thôi, sao quên được, sao có bỏ quên vào quá khứ được mấy con ha. Ui trời ơi, găng gần hết hộp luôn rồi ngoan kìa. Ngon quá trời, ngon luôn á. Bên cười với ba nó kìa. Đã chưa. Ê, đừng có bóp vô tay vậy, nhớ bóp vô dơ hết tay con. À, cho cô chú coi móng tay mẹ mới sơn đâu. Móng tay mẹ sơn đâu? Móng tay mẹ sơn nè cô chú nè. Hả? Dơ rồi kệ nó chứ. Con cầm nhẹ thôi. Nó đó dơ rồi thôi, khổ khoe cái nào mà sạch á. Khoe cô chú bằng tay sạch á. Không được, cái này con phải rửa nó mới sạch. Hiện tại con đang ăn. Nếu mà con là chùi. Con đau bụng rồi. Hả? Con không muốn ăn nữa. Con không muốn ăn nữa, con đau bụng rồi hả? Rồi vậy đi rửa tay. Nói lại với cô chú đây. Sao mà tối thui vậy? Camera xấu tính gì vậy? Sao camera tối thui vậy? Đây chỉnh qua đây coi. Có không? Đó, về sáng hơn rồi nè. Trục. My nails are bright. Có móng tay con nè. Mommy, can you record me play? Gì, quay cho cô chú coi con chơi hả? Yeah. Chơi với gì? Chơi với cái này. Con này con gì á? À, con muốn cô chú thấy con cổng con này phải không? Rồi, ok. Rồi, cô chú coi nó cổng con nguyên cái con Russia nè. Có nó mạnh ghê chưa cô chú? Cổng gọn tăng cũng thương. Cổng gọn băng luôn, hỏi ra xa thôi, thấy móng tay chị đẹp không, mẹ chị mới sơn cho chị á. Con gì nói gì? Mọi người ơi, đây hôm nay là cả nhà ăn cá ba sa hay cá nục mẹ? Cá nục nướng cuốn bánh tráng. À cá nục hấp hả mẹ? Này chế nước mắm mà mẹ Ngọc làm nè. Hấp dẫn chưa? Mình có dưa leo nè, diếp cá nè, lâu lắm mới ăn lại được diếp cá nè, rau muống ba thích nè. Rồi xà lách với lại dưa leo. Đây, bên đây là mẹ hấp cá nè. Ồ, ba con cá nhìn ngon quá mẹ. Quá ngon. Ồ, sắp xong rồi hả mẹ? Xong rồi, chín rồi con. Giờ chờ đi quên ra ăn thôi. Hello everybody, xin chào các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. We just got back from the mall here and we're got a few little gifts here for our significant others for International Women's Day. Mọi người ơi, hôm nay là ngày lễ 8 tháng 3. Mình và con rể của mình hôm nay cũng có đi chợ mua một ít đồ để về tặng cho con rể mình, thì tặng cho con gái mình, cùng mình thì tặng cho bà xã của mình nên cái ngày 8 tháng 3 này. Thì trong cái ngày 8 tháng 3 này mình cũng không biết nói gì hơn. Mình xin thay mặt cho con rể của mình cũng xin cầu chúc chắc tất cả anh chị em trong và ngoài nước một cái ngày lễ mình dành riêng cái ngày lễ này cho phụ nữ là cái ngày tốt đẹp nhất cho những người phụ nữ. Mình xin cầu chúc tất cả mọi sự may mắn và bình an đến với tất cả mọi người. Thì hôm nay hai cha con mình cũng có đi mua một số quà về để tặng cho đi huynh thì mua quà về tặng cho Bảo Ngọc, còn mình thì mua quà về tặng cho bà xã mình. Trong những cái ngày mà những người phụ nữ là những người mà rất đáng để mình trân trọng và mình tặng quà cho cái ngày lễ ngày hôm nay. Thì bây giờ mình xin mời mọi người đi theo chân cha con mình để coi thử hôm nay là cha con mình gửi tặng quà gì cho bà xã mình và con gái mình nha. Wow. Okay, Ba, here. Hand me the yellow bag here. Mm. Yeah, okay, thank you. Okay. Orange. Very nice.
Hello, hello, hello. Hello. Hello, xin chào. In. Ngoài cho con nãy giờ đâu hả? Con đi chợ. Ngày hôm nay cũng ngày lễ 8 tháng 3. Lễ 8 tháng 3 thì hai cha con anh cũng có đi chợ để mua quà về. Thứ nhất là anh thì mua quà về tặng em, còn đi Vinh thì mua quà về tặng cho Bảo Ngọc. Hey baby, happy International Women's Day. Here you go. Trời ơi. Nè anh tặng cho em nghe. Rồi hốt chung anh, chung anh, chung anh. You'll see. You'll see. Why don't you open it up and show everybody at the same time? Mẹ mua ố ba mua này là bánh thích này ngọc để không đó không không khoan bưng đồ ăn quá đã à khoan để đây đi để con kem sò hết mấy cái này đi tắt lửa tắt lửa tắt lửa thôi để lửa riu riu đi con hả để lửa riu riu mà có nó lửa riu mình mở quà tu quà rồi đó nó lấy rồi đó sao quá vậy ok để rửa tay rửa tay rửa tay đây đây rửa tay chứ rửa tay rồi ra lấy quà giữ à mày giữ à lâu lắm mà con không muốn mua gì à. Ờ giờ mẹ khui trước đi. Hả? Mẹ khui trước đi. Để cái lửa nó nhỏ nhỏ lại thôi. Mẹ khui trước hả? Mẹ khui trước đi. Hai bà đi từ từ giờ. Ở đây ngoại đi đâu mà đi lâu dữ vậy? Con không biết. Hello. Ồ, cái gì đây? Ồ mấy cái này chắc quà tặng á, quà người ta tặng á. Đường sau mà bỏ yên vậy đó. Đi Quỳnh mua. Ủa, đi Quỳnh mua cho ba đó. À. Đã quá, đã quá. Cảm ơn xã nha. À, có mùi đó, có lý không? Con hửi ngon quá hả? Ủa cháu không có chặn trong cây cháy gì hết trơn. Đã. Ồ, dầu thơm. Dầu thơm. À cái chai này là cái mùi mẹ thích nè. Chanel Madame Bazelle Coco nè. Ừ. Ồ mà ba mua cái lần này ba mua cái chai bự dữ bà. Ừ, chai này là 200ml luôn á ba. Không. 200ml luôn rồi mẹ nè. Thường thường là mẹ chỉ có 100 thôi à. Đúng rồi đó mẹ mua chai có 100. Đã không mua thôi chứ mua chai cho nó bự luôn. Quá sướng luôn. 8 tháng 3. 8 tháng 3. Ôm ông xã mình. Rồi rồi bây giờ nè, bây giờ tới con nè, con mới phái nè, con phái nè. Rồi bây giờ tới con cô nha. À, quà cáp để làm gì không biết nữa. Nhưng mà cho cũng vui, quà cáp để làm gì nhưng mà tặng cũng quá vui. Cái gì Ngọc? Bóp hả Ngọc? Thôi chắc cái vỏ quá. À, cái túi này. Cái này là gì? À cái vỏ này là để đựng đồ make up nè. Trời ơi vậy chắc là thấy cái vỏ make up của con giờ đem ra vỏ make up luôn nè. Thấy cái vỏ make up của con là đẹp quá đó phải không? Cái chuông điện thoại. Cái vỏ con là quá trời đẹp luôn nè, vỏ make up rồi bây giờ các bạn coi nè. Ngọc thì ít xài make up lắm. Thì của Ngọc là chỉ có cái một chút cái foundation. Rồi với son môi, son đồ này kia nhưng mà cũng có, thấy không? Rồi chắc thấy cái vỏ make up của Ngọc á. Nó cũ quá rồi, cái vỏ này hồi đó Ngọc Liên mua dầu thơm, đó Ngọc Liên mua dầu thơm cái người ta tặng cái vỏ này sao á. Tâm lý vậy. Vậy là có cái vỏ make up mới. Chắc bữa hổm thay dọn đồ bên Loi Đa về đó Ngọc. Happy International Women's Day. Thank you. I hope you enjoy it. Tâm lý ghê không? And chồng tâm lý vậy thôi chứ nói gì. Hopefully this inside's a little bit better than this inside. Ok, lại trong đây là có một cái ngăn ở này nữa, ngăn này chắc để gì ta? Không muốn để gì để. À bắt đầu đồ đẩy đồ qua đây. Không mà trước khi bỏ đồ ra chắc mình phải lau chùi trước. Lau chùi sạch sẽ cái sạch trước đã. À, tại... có lý nha. Vậy chuyến này về Việt Nam là có cái vỏ này để đem ra đựng trang điểm. Quá ok. Cái này là gọi là quá ok. Rồi thôi bây giờ là mình ăn đi chứ còn đói bụng quá. So it's time to eat. Đây. Cái này là ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa hôm qua là đi chợ mua nè. Mua ở chợ này về chút nữa Ngọc với ba hút ốc len xào dừa cho vui. Được vậy mẹ ha. Được rồi, con nóng rồi đó. Rồi, cái này đổ vô chén cơm này hả? Ừ. Mày nghĩ đổ vô tô này dừa không? Dư á. Dư hả? Ừ.
Thơm ghê không? Đông đá làm từ Việt Nam qua Đông đá gửi qua luôn đó mẹ. Ở ngay chỗ ngã từ Lê Văn Thọ của mình nha. Rồi ok. Có cái chú đó ngồi bán á. Ba cứ là thích cái chạy lại tới tối rồi chạy lại. Đây cái này nè. Ba con cá nè. Cũng bánh tráng nè, quá hấp dẫn không? Đây, bưng lại bàn. Đó là cái salad của Đi Quynh, để vô cho bên Đi Quynh đi mẹ. Salad của Đi Quynh. Rồi, tiếp theo cất mấy cái này vô để lấy cái này nha. Chồng Ngọc á thì ảnh không có ăn bánh cá của bánh tráng đâu các bạn. Rồi cái là Ngọc làm cho ảnh cái này, cái món này riêng của ảnh. Oh, you made my favorite. Yeah. Oh my gosh. Nhập từ Việt Nam qua luôn. Rồi cái này là của chồng Ngọc. You want me to cut it off or not? Yeah, please. Cái này là salami and sweat. Không có ăn salami. Áo này em mua hả? Áo này là bún nhớ ai mua đúng không? Mm-hmm. Thì Quynh đâu có gấp ăn lấy ba đôi đũa được hả? Ba đôi đũa được rồi mẹ. Thì Quynh thì để ăn cái này là đi Quynh ăn bằng tay. Oh my gosh, because I didn't have bread the whole month of February, it would be the first time I had a salami and sweat in over a month. Two pieces or four? Two's fine. Okay. Cắt làm hai. Lấy mấy chai nước ăn công phở vào đây. Mouth watering. Trời đi, chồng mà bên nó nhìn cái dĩa này ảnh chảy nước miếng quá. Bởi các bạn không có cần mà phải ăn cái gì mà nó sang trọng, nó cao sang miếng, mà nó hợp với cái khẩu vị của mình là mình chảy nước miếng này, chứ không có cần mà phải tôm hợp hay là vua quần đế hay là gì vậy mà mẹ có làm cho ảnh nè. Chén chén nước mắm nè. Tại mẹ biết ý đó, nó ăn nước mắm nó không có ớt. Rồi mình nấu bánh tráng nè. Rồi ok, để con đổi cái nước này. Cũng bánh tráng cái nước này nó phải nóng ấy nó mới lẹ. Về kịp giờ ăn luôn chứ. Ok. Nãy giờ nhà cái nó, ủa nó bụng quá. Canh mà. Nó bụng quá mà anh với Đi Quynh đi đâu chưa về rồi sao còn ăn. Thôi chờ hoài, nó bụng. Mình đi uống bia ba chén rượu ha. Mừng 8 tháng 3 nha. Ủa 8 tháng 3? 8 tháng 3 là con mẹ uống chứ. 8 tháng 3 sao ba uống thì con với mẹ phải dùng lên. Phụ nữ dùng lên. Rồi ok, thôi bây giờ con mời mẹ đi. Mời mẹ, mời ba. Rồi. Mời cả nhà vào bàn nha. Vậy là con không có ăn cái này đúng không? Nó không ăn nước mắm luôn vậy ba. Không, để em múc vô. Múc vô, múc ra cho nó có cái cay. Thì Quynh ăn vậy là ngon rồi nè. Thèm lắm rồi đó, tại vì từ bữa tới giờ là nguyên cái tháng là không được ăn những cái gì liên quan tới bánh mì đâu á. Quá ngon ha. Quá ngon. Onion rolls are, this is like my favorite food. Anh nói là cái món này là món anh thích nhất luôn á. Món ruột của anh á. Ruột đó. Ruột của anh á. Rồi bây giờ xin mời cả nhà nha. Này cái món này hấp dẫn lắm. Cá hấp của Minh Tráng. Cá hấp này. Con hôm qua con tính ăn này nè, mà mẹ nó ba cũng thích là con mua luôn nè. Lý lắm à. Để mà bên đây chừng nào ăn nữa thì mốt. Quá ngon luôn mọi người ơi. Cả nhà hôm nay dùng chung với gia đình mình nha. Đầu clip thì mình xin chúc chị em phụ nữ của mình hôm nay 8 tháng 3 vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, bên chồng, bên các con của mình nha. Hôm qua thì 8 tháng 3 của Việt Nam, tại vì mình đi sau Việt Nam 12 tiếng đồng hồ. Nên là hôm nay mới đúng là ngày 8 tháng 3 ở Mỹ nè mọi người. Chúc chị em mình nha, lúc nào cũng được mạnh khỏe, vui vẻ, sống lúc nào cũng hạnh phúc bên chồng con, cháu của gia đình mình. Đó là hạnh phúc nhất trên đời rồi. Ba gấp cái thịt các bạn. Anh dẻ quá ngon anh luôn. Anh dẻ sát xuống luôn, tại vì cá này thịt nó dày lắm. Đó. Đó, dẻ sát xuống luôn. Wow. Đó, cá này đó. Con cá này em thích đó là nó ít có xương. Quá ngon. Đúng rồi, cá này ngon lắm, có xương. Cá này là cá nục nhật không mẹ? Ừ. Quá ok. Những cái món mà con mình thích là con mình nó thích rồi. Quen rồi. Cuốn cái cuốn này lại cho nó hấp dẫn hơn. Có rau muống kìa anh Công. À, quên. Nãy thấy rau muống rồi mà. Chưa thấy, để ra đi. Này rau muống dưới đây nè. Cuốn sau đi. Đó, đây nè. Đã cuốn vô rồi. Cuốn vô rồi, lỡ rồi. Wow. Cuốn mà bị khô dữ ba. Nó thiếu nước à. Kệ nó. Rồi, xin mời cả nhà nha. Xin mời cả nhà ăn bánh tráng cuốn với gia đình mình cả nhà ơi.
Quá ngon hả Điều Quỳnh? Quá ngon. Ăn món, món ăn cái miệng ngon như sao? Đúng ý anh là ăn ngon là lắm. Chứ còn mà kêu Điều Quỳnh mà ngồi mà ăn cái cuốn bánh tráng này là cái mặt là sượng sùng rồi, ăn cũng ngon nữa. Đó. Chúc mừng đúng không? To International Women. Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ. Hai cha con mình uống. Hai cha con. Cái này là có cái lý do để uống rồi mẹ nè, có cái lý do. Có cái lý do để uống. Ngon quá. Mời tất cả mọi người nha, mời cả nhà. Ừ, đúng rồi. Ừ. Mặt mẹ nó bị chán, chán của mẹ có gì kêu rồi con ấy kìa. Đúng rồi. Kêu con làm con đưa cho cái con. Con cái mình lấy được nào. Con cá nhịt này hấp ngon quá. Bé quá bà hả? Ngon quá trời luôn. Thịt nó thơm em thích nha con. Kho kho mà hơi mỡ mỡ lắm. Bà nhớ tới những cái ngày này, những cái tháng ngày như thế này, ngày 8 tháng 3 này. Mấy năm mà con còn nhỏ với con qua đây qua bên này con đi học rồi thì ba mẹ ở nhà những cái ngày 8 tháng 3 này thì người ta tặng tặng bông hoa cho phụ nữ nhiều, còn ba thì ba rắn ba cài ba làm, con còn nhớ không? Cái ba đi về cái ba tặng cho mẹ ăn chỉ vàng. Đúng rồi, ba tặng chỉ vàng, bữa nào mà làm khá là tặng chỉ vàng, làm không khá khá là tặng năm phân đó. Lúc nào cũng vậy trời á. Năm nào cũng được tặng mà. Năm con vàng vặt chỉ mà mình cái cách dùng ngon rồi nha. Em cứ giữ đó tới chừng nào nhà mà bà cách dùng có gì khó khăn thì lấy ra cả nhà mình dùng. Năm nay thì có Điều Quỳnh nên là Điều Quỳnh dẫn ba lại cái quầy dầu thơm hả? Ừ. Điều Quỳnh dẫn đi ba lòng đứa rồi. How did you know that my dad wanted to buy my mom the perfume? Well, I didn't know what he wanted to buy. He kind of just wandered around until he found what he wanted. Điều Quỳnh nói là Điều Quỳnh cũng không biết ba mua gì nữa, thấy ba đi vòng rồi tự động rồi ba thấy cái đó rồi ba kêu Điều Quỳnh lại hả? Nói vòng tâm rồi có ba kêu Điều Quỳnh lại cho nó coi giá cả như thế nào biết chứ còn 3 triệu á. Năm nay được tặng chai dầu gì chứ chắc. À, của mẹ đó. Làm dầu mẹ. Còn mấy năm trước tặng quà cũng ngon lành. Nhưng mà cách dùng thôi. Vậy chứ cũng vui cả nhà. Miễn ông xã mà nghĩ đến mình là mình vui rồi. Chứ cũng không có quan trọng là quà nhiều hay ít con ha. Chỉ tới cái ngày lễ, ngày Tết, ngày hội gì mà nghĩ đến vợ, nghĩ đến con là vui rồi. Nếu mà ngày nào ba còn yêu thương mẹ, còn đối xử với mẹ tốt quá thì cái ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3. Đúng, chính xác. Qua đây có Điều Quỳnh cũng được. Bữa bên kia cái gì, bên loi đá gì cũng tặng mẹ cái bông á. Cái cây lan đó. À, ngày gì quên rồi. Quên rồi, giờ tự nhiên quên ngày gì. Ngày lễ tình nhân. À đúng rồi. Cái Điều Quỳnh nó xử ba không rồi. Đeo ba đi rồi ba đi đeo à. Mà anh cũng biết nha, anh cũng để ý biết cái ngày 8 tháng 3 anh coi sao hay kịp coi Facebook. Ngày lễ tình nhân hả? Facebook. Chứ ba là ba cũng không ba dở cái đó lắm. Đó. Rồi, cảm ơn em. Ba đi hôm qua con hỏi mọi người góp ý con ăn gì, trời ơi mọi người công mình quá trời luôn. Có cô sáng này có cô kia cô gọi cô nói hả con ăn mắm chưng đi con nói mẹ ăn mắm chưng đi
Mình người miền Tây mà ăn bóng chưng đã lắm, ngon lắm. Trời lạnh lạnh mình ăn bóng chưng rất là dễ thương luôn. Chào chào bà cô chú chưa? Cô chào bà. Ngày hôm qua do mình đi chợ tối quá không hả? Tối quá là đồ ăn không có nhiều. Như là mình phải đi dàn chợ nữa mẹ ha. Phải đi đi chợ Hàn Quốc rồi đi chợ này chợ kia chợ nọ nữa. Chứ còn đi một chợ không thì cũng ít lắm. Qua đây mới được ăn lại giếp cá. Chay gì hồi nãy ba mua quà tặng mẹ con thấy không chay? Hả? Nãy thấy quà tặng mẹ không? Chiến này mẹ có vỏ mới đi mày bỏ đừng mất cốc rồi á. Chị Huynh cũng ý tứ mấy cái đó ha. Phải nói là hay ý tứ thiệt chứ. Tại vì biết sao đồ của con á để đâu quấy ấy sao đi Huynh biết hết rồi. Thí dụ như cô tìm không ra là đi Huynh biết là ở đâu hết à. Nên là đi Huynh biết hết mấy cái đồ con xài là cái gì á. Với cả hôm qua anh biết tao chở từ Florida về á. Ôi ôi cứ nhét á. Ủa nó làm cho dơ cho hư. Thôi mẹ cái vỏ máy cấp là nó dính sao ấy dính đồ vậy mẹ. Nhưng mà bây giờ có vỏ này thì phải kỹ một chút. Cẩn thận. Ngon quá. White glitter, right? For you, that's your nails are so pretty. Yeah, I was gonna be beating those kids because they bullied me earlier. Right now, mommy, right when we were at Florida and we went to the park. That long time. Long time ago. What? Well, now we're in Michigan. So, who are you gonna show your pretty nails to? To Audrey. Hồi sáng này là đi làm răng á, đi ấy răng rồi được kia dễ thương lắm. Có gì cô thử qua cái Facebook ở YouTube mà Jay Sky hồi giờ, YouTube ở Jay Sky hồi giờ để con đi clip nó đi làm răng thấy thương lắm. Nó ngồi im cho người ta làm á mẹ ha, mà nó có cái hợp tác. Cái đi khám bác sĩ là nằm im để bác sĩ khám bác sĩ. Làm gì đó cứ nằm im đó biểu sao nghe vậy thương. Yeah, translucent what? I like it. Ăn đâu có thua dễ Việt Nam đâu. It's pretty lovely. Việt Nam làm hả? Việt Nam nhập qua. Việt Nam nhập qua năm đó. À quá. Chẳng vậy luôn quá hả? Rồi cái con mẹ về hấp lên thử đâu làm nữa ba. Cái này đâu phải ở Mỹ nào? It's crunchy and crispy. Làm trong đóng hộp. Trong đá. I wish you didn't put it in here because it was gonna be bad. Oh yeah. Ngân cũng làm nghiệp phải không? Mỗi lần thấy bán hơn cậu mình là mua về trả. Okay, cho ba. Why do you think the same thing? Mình cũng được cái hai con rể cũng thương, con dâu cũng thương. Nó biết cái tính của mình. Mình thích cái gì là nó biết liền. Quên nữa. Có cô kia. Hồi bữa cái video mà mua điện thoại mới cho ba. Nhớ bị lỗi con đăng không được á. Mà mẹ có một cái cô cũng nghe được hết câu chuyện. Hả? Cái câu chuyện mà về mẹ với lại cô gì đó. Bạn của mẹ. Cô nó bây giờ cũng muốn nghe lại câu đó câu chuyện đó. Tại vì là cái câu chuyện nó giống của cổ quá. Đúng không? Nên là cổ nói bây giờ mẹ có thể nào. Ê, excuse me. We talking. Nên là bây giờ có thể nào mẹ kể lại cái câu chuyện đó hay không? Là cái người bạn thân đó của mẹ làm sao sao đó mẹ kể lại cho cô nghe. Bữa giờ con ấy cũng quên. Mình đó thì có một người bạn à cả nhà. Có một người bạn mà chơi với nhau ở trong cái xóm á, là nhỏ bằng một cỡ chay á. Là chơi với nhau tới mình là 23 tuổi rồi mẹ cưới ba luôn á. Tới chơi tới năm mình 23 tuổi là mình mới xa lại gì. Lúc đó là 23 tuổi là mình đi lấy chồng. Cho nên là tình bạn xa. Nhưng mà không có gặp nhau nhưng lúc nào mình cũng nhớ. Lúc nào mình cũng nhớ cái cô bạn của mình trong lòng hết á. Ví dụ như mình đi lên thành phố, mình đi về quê thì mình lâu lâu ở dưới quê Bến Tre mình nó có đám nào tiệc gì thì mình cũng về.
nhưng mà về đám xong là mình phải đi lên Sài Gòn, cho nên mình không có thời gian ra dưới quê nhiều nên mình không có đi thăm bạn. Nhưng trong cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình á, lúc nào mình cũng thương cái cô bạn đó hết á. Cái vừa rồi nè, đám tang của ba mình á, mình cũng không ngờ, mình cũng không ngờ cái cô bạn xuống đi, xuống thắp nhang cho ba mình. Trời ơi, coi mình không có ngờ mà xuống cái mình mừng quá trời, mẹ ôm gì quằn quanh mẹ hung luôn á. Là mấy bao nhiêu năm rồi là mẹ không gặp là gì? Lâu à. Cũng có chục năm rồi. Là ở Sài, từ lúc mẹ lên Sài Gòn là 20 năm. Là tới khoảng 10 năm á, là dì Hoàng Oanh đám cưới con trai của dì Hoàng Oanh. Dì Hoàng Oanh kêu mẹ về, thì em bảo chở mẹ về đi đám cưới. Thì lần đó đó tới bây giờ, tới đám tang ông ngoại là khoảng 10 năm. Wow. Còn mẹ với dì cũng không có được gọi điện thoại cho nhau, không có tâm sự, không có gọi điện thoại, không có nói chuyện gì hết á. Nhưng mà lúc nào mình vẫn nghĩ tới cái cô bạn của mình, thương lắm. Không, chỉ đi về, thương chị em gì đó. Dứt khoát là phải lên thăm. Nè, dứt khoát là phải lên thăm. Về mẹ chở con đi lên thăm dì Oanh. Nào giờ con chưa gặp mặt với luôn á. Hiền lành lắm. Biết sao? Nếu như mẹ ở Việt Nam á thì nó cũng dễ. Đúng chứ rồi, còn mà tại vì mẹ đang qua Mỹ rồi thì không biết là từ 1 năm, 2 năm, nửa năm hay chừng nào mẹ mới có cái điều kiện để mẹ về Việt Nam rồi. Cho nên sẵn cái đại dịch này về, cái mẹ dẫn con đi về thăm dì Hoàng Oanh. Mà mẹ nói là mỗi lần mà trời mưa là mẹ nhớ vậy hả? Mỗi lần trời mưa ở Sài Gòn á, Việt Nam á, bình thường á trời nắng á thì mình nhớ, nhưng mà nhớ ánh tối cái cũng nhớ. Nhưng mà lúc mà trời mưa á, lúc trời mưa cái là mình nhớ ở dưới quê á, rồi mình nhớ cái cô bạn rất là nhiều. Cô bằng tuổi mẹ không? Cô quan nhỏ hơn mẹ 1 tuổi. Mẹ thương lắm, cô dễ thương lắm, cái mặt cô dễ thương, hai cái gò má dễ thương lắm. À, đó là mẹ chơi cổ tới năm mẹ 23 tuổi luôn á. Chơi hồi bận chay, tại vì nhà bà ngoại của dì Hoàng Oanh á là đối diện với nhà ông ngoại con. Rồi cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, chơi cái sau cái giải phóng về ở trong Thành Triệu, rồi cũng ở gần nữa. Rồi cứ chơi với nhau vậy á. Thì mà ba cưới mẹ con xong thì ba cũng còn ở về lại Bến Tre cũng lâu. Thì trong cái thời gian đó thì chị em cũng có gặp nhau, mấy không? Gặp thì nhau thì gặp ít lắm, tại vì dì Oanh thì cũng bận biểu gia đình của dì Oanh. Mẹ thì bận biểu gia đình của mẹ vậy đó, cho nên nhưng mà cũng không biết sao quá, chơi với nhau chắc từ nhỏ nên cái ký ức đó Ngọc nó không quên được, thương lắm. Cái tuổi thơ, ký ức tuổi thơ. You guys should make another video ASMR of just sucking those things out. Không quên được luôn hả? Không quên. Put the road, right here. My mom sharing a story about that her friend, the one that she, you know, really loves, true friend. Even though they don't see very often, but you know, she always miss her because they know each other since they was born until 23 years old. They got married and everyone has said, don't call each other that often, but still have each other in the heart. Yeah, that's good. Ngọn ha mẹ ha, không có nói chuyện, không có liên lạc, không có ái gì luôn mà vẫn có một cái tình cảm. Thường thường người ta mà thân dữ lắm là người ta gọi điện thoại, người ta nhắn tin, người ta chia sẻ những cái đời sống, cuộc sống ấy mà sao không? Nói chung bởi vì mỗi người có một cái cách thể hiện tình cảm riêng. Mà cái lúc mà mẹ chưa có chồng, dì Hoàng Oanh cũng chưa có chồng á, là ngày nào cũng hay gặp nhau. Thì đúng rồi, rảnh mà. Ngày nào cũng gặp á, thí dụ như ngày nào mẹ không lại nhà dì Hoàng Oanh, cái dì Hoàng Oanh chạy ra nhà mình. Mà ông ngoại bà ngoại đều cũng thương nữa. Rồi mẹ vô cổng chơi á, mấy dì của dì Oanh cũng thương nữa, rồi chơi tự do thoải mái, không có ai bị gầy bị nói gì hết, cho nên cái tình bạn nó vui vẻ, nó êm đềm, mà cũng hợp nhau quá ha mẹ ha. Không có ngày nào không gặp nhau. Rồi xong rồi cái cưới chồng xong con cái rồi cuộc sống. Rồi cái mẹ thì ở Sài Gòn, mẹ đi với ba, đi đây đi đó, còn cổ ở đúng một cái Bến Tre từ nào giờ hả mẹ? Có thời gian, như cũng có thời gian dì Oanh đi lên Sài Gòn. Tại vì lúc đó cháu nội của dì Oanh còn nhỏ ha, con với dâu của dì Oanh đi làm, nên dì Oanh lên Sài Gòn dưỡng cháu nội dùm cho con trai với con dâu đâu, một năm hay gì á.
mà hình như lúc đó mình nghe nói ở dưới chỗ đường Lê Quang Định hay gì anh Tông, thì cũng gần mình á, đó. Mà cũng không có gặp, không có gặp được, ai cũng cũng bận. Mà dĩ là Sài Gòn chị cũng đâu có biết mẹ ai ở đâu, số điện thoại nhiêu sao để liên lạc đâu. Tại mình không có cái điện thoại của nhau á, không có điện thoại của nhau. Ừ. Đó cô nói mẹ con kể lại cho cô nghe câu chuyện của mẹ con. Tại vì cô comment, cô comment hai lần rồi bây giờ cô mới nhớ. Cô nói cô có một cái người bạn, cái câu chuyện cô giống y chang vậy luôn. Cho nên là cô thích nghe mẹ kể lại. Bây giờ con mới nhớ. Cái con cá này mà mình ăn cơm cũng ngon nữa nha. Ngon quá luôn. Còn cuốn bánh tráng mà mình ăn cơm cũng ngon. Cuốn bánh tráng thì mình ăn được rau nhiều. Thịt không ha. Quá ngon luôn, để bà bỏ cho. Thôi để con tự làm, để con tự làm. Không biết con gấp cái. Cá này quá sợ xương. Ngon. Được rồi bác, đâu có cần rau vô. Lo nhiều nhiều vô ăn. Very nice. Điều Quỳnh ăn được hết hai cái bánh hamburger luôn á, cái đó giống quá như bánh dữ hamburger luôn. Rồi đó. Salami and Swiss hamburger. No, it's salami and Swiss. It's different. This is all Italian. Italian salad, Italian cheese, Italian croutons. Really? And then salami, you know, deli cuts and all that stuff is all Italian style eating. Này vui quá, chút nữa làm xong cái lau chùi đồ trang điểm, cái bỏ đồ trang điểm vô giỏ mới. Còn mẹ trước khi đi ngủ mẹ lấy sừng thơm ba mẹ xịt vô. Trước khi đi ngủ á lấy sừng thơm xịt vô. Kiếm chuyện để xài. Xài chứ. Quà của ba tặng phải xài ba mới vui chứ. Mốt mới được tặng nữa chứ không xài. Còn hoài thì đâu có được tặng nữa. Ba mua cái chai 200ml là gì? Cái rẻ, cái giá nó rẻ hơn chai 100ml đúng không ba? Tại vì hai cái chai đó là giống như con á. Con mua cái chai 200ml là giá rẻ hơn chai 100ml luôn. Thường rẻ. Hay bữa trước. Bữa trước cái gì ta? Cái lễ gì rồi? Nên nhắn tin phải không? Nhắn tin mẹ mua chai dầu thơm để tặng cho Điện Quỳnh á. Đúng rồi. Ồ, chai dầu thơm lớn vậy á. Chai 500ml rẻ không? Ờ, nó rẻ. Đây là bữa ăn đầu tiên của mình nấu ăn về lại Michigan á. Nói chứ về lại Michigan chứ nhà nhỏ vậy chứ mình cũng bình cảm giác mình bình thường. Không có cảm giác như nó chật chội hay là sao, tại vì nó đang quen rồi. Đó là nhà mà về tới nhà ngủ cũng ngon. Về tới nhà vui, ở nhà mình nói với con gái nè. Trời ơi, bước về tới nhà. Cái nhỏ lớn gì cũng nhà của mình, cái tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó thoải mái luôn á. Về lại Việt Nam, về lại Mỹ. Thì giống như đi Việt Nam về xong á là sẽ thu xếp dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Bán cái chiếc thuyền luôn. Nghe nó bán chiếc thuyền cái tự nhiên cái buồn. Cái mày không? Biết bao nhiêu ký ức cái chiếc thuyền. Từ khi mà con trai chưa sinh ra nữa, Ngọc mua chiếc thuyền từ khi trai chưa sinh ra. Mua chiếc thuyền hình như tháng 8 năm 2017. Hình như vậy. Bây mình mới biết we buy the boat. August. JD was born November. We bought it before. I know, but it was more like September. No. Because it was past boating seasons. It was 2017. Yeah, past the boat. 2016. Past the boating season. Okay, so Ngọc mua là năm 2016. Là lúc đó Ngọc có bầu con trai mà Ngọc ăn trái sầu riêng mà Ngọc ngồi trên thuyền đó là Ngọc có bầu đã 4-5 tháng rồi. Là phải mua trước cái đó nữa, tại vì nó sinh tháng 11. Đó. Rồi là biết bao nhiêu kỷ niệm gắn bó với cái tờ mà mình mới làm YouTube tới giờ từ cái thuyền các bạn đã thấy rồi. Nhưng mà mình phải bán. Chứ còn đâu có đem qua kia đâu có đi được, tại cái thuyền này á nó chỉ dành cho sông thôi chứ nó không có dành cho biển. Mà nói mọi người nghe cũng mừng. Bán cái thuyền á sau bao nhiêu là 2022 cũng 22 cũng 5 năm hả? 5 năm. Gần 5 năm bán lời. bán cái thuyền có lời luôn.
Tại vì nếu như mà không, tại vì hiện tại bây giờ dịch cái gì cũng lên giá hết, nên là hả, cái thuyền Ngọc có người mua lại là cô hàng xóm bên đây nè, cô hàng xóm bên đây mà nè, cô mà hay có cái cô uống tóc á, có người uống tóc, người uống tóc mà có con chó nhỏ với con màu đen á, cổ là người cổ nói là Điều Quỳnh, mày để lại cái thuyền tao đi, tao thích cái thuyền mày lắm, tao mày đợi tao đi, tao bán cái thuyền của tao xong rồi tao mua lại cái thuyền của mày, rồi mình nói giá rồi mày chia xong hết rồi, mày chịu hết rồi, là còn lời hơn cái giá lúc ngày xưa mình mua ngày xưa nữa. Tại vì bây giờ dịch á, cái gì cũng lên giá hết. Rồi mình lên mình coi thử coi là những cái thuyền cái giống giống của mình như vậy giá ấy làm sao mà cái giá toàn là rất là cao, không không phải ngờ được luôn. Nếu mà không có dịch là thuyền không có giá cỡ đó đâu. Đó. Đó mình cái mẹ ngồi ở chỗ cái ghế nè. Cái mẹ nhìn ra ngoài bờ hồ. Cái mẹ nói trời ơi, mô mốt mình đi qua bên kia hình ảo mình cũng nhớ này này dữ lắm, đúng không? Cái rồi cái mẹ nhớ lại cái chỗ trước mình thì bắt cái cầu phao để cột tàu á, cái suy nghĩ rồi hồi đó chứ mẹ qua đây cũng hai đợt du lịch kỳ trước á, qua đường binh cũng chở mẹ đi, chiều nào nó cũng kêu mẹ đi tàu, cái chiều nào cũng chở mẹ đi vòng cái mơi mốt mình đi qua bên kia rồi cái mình bỏ lại bên đây cái buồn hiu à, nghĩ lại thì nó buồn. Nó cũng có kỷ niệm. Ngọc không có nghĩ là cái tàu Ngọc bán được cái giá đó đâu. Chứ mà trước khi mình bán, mình lên mạng mình coi mình dò nó nói, ủa sao mà giá thuyền gì dữ vậy, bán còn cao hơn cái giá ngày xưa Ngọc mua nữa. Mình mới nghĩ là do dịch, giờ cái gì cũng mắc hết. Xăng thì bây giờ lên giá chóng mặt. I'm talking about everything is raised up. Oh, gas. Gas. I'm sharing about a story that we share in the boat. More price than the one we bought it. Yeah. Yeah, to our neighbor who really wants it bad. But I can see why, you know, they have such a small boat right now, you know. They're like, well, just wait until we sell this one. Mm-hmm. Yeah, she messaged me today. She's like, so sorry for you to leave. I can't wait to see my boat. Ủa, Điều Quỳnh mày đi, tao buồn thiệt á, nhưng mà tao mong mua lại cái tiền của mày quá. Chắc khoảng tuần nữa là mình phải là bữa nay là mấy ngày con? 8/3. 8 tay à. Bữa nay 8 tay thì cũng còn có 21 ngày nữa. Chắc là nay mơi gì mình phải đi ra ngoài để mình coi cái hàng nào xếp gì Việt Nam rồi lo xếp Ngọc rồi. Con xu thép hết trong đầu con rồi. Để không kịp. Phải gửi đồ nhiều về Việt Nam. Mình ra cái ba phụ dán băng keo rồi vô. Rồi, ok. Mình sách cái là tại vì mình đi lâu nên là hàng về phải dự trữ nhiều dữ lắm. Nên là mình gỡ về hết bên đó một đường một lượt luôn. Xếp về hết. Ba với Điều Quỳnh. Rồi mình ra mình coi cái nào ấy cho mình phụ thêm chút xô. Quá ngon, một bữa ăn quá ngon. Một cái ngày 8/3 cùng ba mẹ và gia đình rất là ý nghĩa. Ngọc hy vọng là mọi người cũng đã có một cái ngày 8/3 thật là vui vẻ bên gia đình và người thân của mình nha. Chúc cho chị em phụ nữ của mình, hôm qua học chúc rồi nên chút nữa. Chị em phụ nữ là lúc nào ngày nào cũng được là đứng xứng đáng được chúc hết á. Chỉ có cần nấu một nồi cơm không thôi là cũng xứng đáng được chúc nữa. Đúng ba? Đúng rồi. Cái đúng nói thiệt đó. Tại vì phụ nữ thôi thì sinh ra làm phụ nữ là không phải thiệt thòi đó, thiệt thòi thì cái chứ, nên là phụ nữ lúc nào ngày nào cũng được xứng đáng được cái sự vui vẻ. I'm saying that we have to. Yesterday I already said Happy Women International Day, but you know today I still want to say it one more time because women deserve it. Yeah, they deserve to say Happy Women Day every single day. Every day. Even though they just cook some rice or just wash some dishes, it's still worth it. Because you know, born to be a woman is very, very hard and difficult. Everything is on their shoulder, the whole family. They carry the whole family, the whole spirit of the house. Just like the Encanto movie, where the pressure. Nghe Encanto với nhìn ba nó cười nha. Ba nó nói trong cái bộ phim hoạt hình mạng chay nó coi có cái người phụ nữ kia gánh vác tất cả những cái gánh nặng ở trên cái người mình á. Yeah, the ones that we've been playing in Vietnamese for them to hear. Người phụ nữ là đáng để yêu và đáng để tận trọng. Yeah, pressure like này. Hay quá, vỗ tay.
hai mày cười gì. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Happy International Women's Day. Bye bye. Bye bye.